tối tí xíu. Đẹp ha. Đèn ngoài sao. Nãy có cái đèn ngoài sao nó hơi bị chói. À, mình phải để cái đèn mà nó chiếu về trước vô thì nó mới đúng sáng hơn. À, mình đã quay trở lại rồi. À, xin chào tất cả các bạn. Đây là cái video mà mình quay một cách đầu tư. À, nói chung là đầu tư từ trước giờ cũng đầu tư, nhưng mà kể từ cái đợt về Việt Nam á, thì mình đã nghỉ không có làm video một thời gian rồi. Có quay tí xíu nhưng mà không có đầu tư kỹ lưỡng cho về những cái phần hình ảnh của mình. Thì hôm nay mình làm cái phần giới thiệu rồi viết giấy viết chữ đồ. Hồi nãy mình có mở một cái hộp ra nữa, đó là một hai cái máy khoan. Thì hai cái máy đó mình mua để mình dự định cho cái công việc trồng và trồng hoa của mình trong mùa hè này. Thì có gì thì mình sẽ chia sẻ sau về hai cái máy đó. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái công việc mà mình làm trong ngày hôm nay. Sau cái giờ làm của mình thì mình có ghé chỗ Home Depot để mình mua một cái mua một vài chậu hoa tulip. Thì mình có quay lại một chút xíu để mình chia sẻ về cái công việc buổi chiều nay. Bây giờ xin mời các bạn xem video của mình nha. Bữa nay mình đi làm ra sớm, xong rồi mình ghé Home Depot để mình mua một vài cây bông, là cây bông tulip. Dì của mình dặn mình mua mấy cái bông này trồng ngoài trước cái hòm thư. Đó, tulip thì mình ở chỗ Home Depot nó bán có 3 màu. Màu đỏ, màu vàng, màu tím. 3 màu, mình thấy 3 màu, mình không biết còn có những màu khác không, nhưng mà mình thấy được 3 màu nên mình lấy 3 màu khác nhau mình trồng lên cho nó đẹp. Như là mình mua một cái bao sỏi nữa. Đây, bao sỏi để mình trồng xong mình chắc xung quanh lên để mình trang trí cho nó đẹp. À, cái này thôi để dọn sao đi mấy cái đống này. Tí nữa mình lấy hút bụi mình hút sao. Giờ mình sẽ ra ngoài trước mình trồng. Mấy cái bông này mình sẽ trồng ở ngoài cái hầm thư ngay chỗ đầu đường. Mình mua cái bó rơm này để mình về mình trồng cỏ. À, có một số chỗ trong cái đất của mình cỏ nó chết rồi. À, thì mình mua cái này về mình rắc cái hạt cỏ lên, xong rồi mình sẽ rắc cái rơm này lên. Xong rồi mình sẽ có một tấm lưới mình che lại. Cái này thì mình đi ngoài đường mình thấy người ta làm vậy á. Tại vì ngay chỗ cái chỗ mà nó mắc cỏ là giống như cái chỗ mình hay đi qua đi lại á, thì mình phải có cái gì đó để mình bảo vệ những cái hạt cỏ của mình không có dẫm lên nó. Thì mình mua cái này về mình bắt chước ở ngoài. À, mình thấy những cái người mà người ta chăm sóc cây cảnh ở ngoài đường á, người ta cũng trồng cỏ theo cái cách này nè. Thì mình mua thử về mình làm thử coi làm sao. Thì nãy đi Home Depot mình không có dự tính là mình mua, nhưng mà mình đi ngang mình thấy, xong rồi mình mới nhớ là mình phải trồng cỏ ở nhà nữa, nên mình mua thử cái này về mình trồng. Bây giờ mình sẽ mang hết những cái này
Để mình ra ngoài đó mình trồng nè. Thì cái chỗ hầm thư của mình những năm trước thì nó có 3 cây bông hồng, thì mấy cây này nó sẽ mọc trở lại, sau mùa đông thì nó mọc trở lại, mình chỉ cần hạ nó thấp xuống thôi. Rồi khi mà mùa xuân trời nó ấm lên đó, thì nó sẽ đâm chồi, nó sẽ đâm từ gốc đâm lên, nếu mà mình không có hạ nó xuống đó, thì nó sẽ mọc ở trên cao, những cái nhánh mà nó còn sống đó, nó sẽ đâm tượt ngay chỗ đó. Cái mục đích mà mình cắt nó thấp xuống đó, để cho những cái nhánh non đó, nó sẽ mọc từ cái thân, nó mọc từ cái gốc, nó mọc lên thì cái cây mình nó sẽ đẹp hơn. Ngoài ra thì những cái cây khác, một số cây mà mình trồng giống như là perennial là nó mọc mỗi năm nó sẽ mọc lại. Những cái cây mà annual thì nó sẽ chết, thì mình sẽ nó không có mọc lại, thì mình sẽ nếu mà mình thích những cái bông đó thì mình phải mua mình trồng trở lại. Mình mua về xong rồi bây giờ mình tính trồng, nhưng mà ra ngoài tới đây rồi thì nhìn thấy nó rối quá, mình không biết phải trồng như thế nào hết. Chắc có thể là mình sẽ đợi gì của mình về bữa chủ nhật mà mình có nhiều thời gian thì mình sẽ trồng. Bây giờ nó cũng sắp tối rồi, mình về mình chuẩn bị máy quay phim, tại vì cũng lâu rồi mình không có quay, từ lúc mà mình về trở lại Mỹ sau chuyến đi Việt Nam hồi đầu năm, thì mình lo mình sắp xếp mình chuẩn bị mấy cái máy quay phim này cũng cả buổi rồi. Bây giờ thì không có, trời nó cũng sắp tối rồi, nhưng mà mình ra đây thì trồng thì vẫn có thể trồng được á, nhưng mà mình muốn cho cái chỗ này nó giống như là không, mình không có trồng cho nó rối quá thì nó không có đẹp. Mình phải trồng cũng ít cây thôi, tại vì đây có 3 cây bông hồng rồi, mình mua sỏi về mình sẽ để xung quanh nó để cho nó nổi 3 cái cây lên. Đó là lý do mà tại sao mình mua những cái sỏi đó. Năm trước mình cũng có bỏ sỏi rồi, nhưng mà năm nay thấy giống như mấy cái sỏi giống như nó từ từ nó xuống nữa, mình không có thấy nó nổi lên nữa, thì chắc cái này mình phải mang vô trở lại thôi. Chắc là mình phải để cái này vô chỗ nào quá, phải đem vô nhà cắt rồi. Ngay chỗ cái đường đi ra vô từ cái gara mà vô nhà đó, mình có đóng giống như là một cái ghế vậy, xong để mình chắc những cái rau, những cái bông vô đây nè. Năm ngoái thì mình dùng cái này để mình chắc mấy cái cây ớt lên đó. Mình chắc ở đây trước để cho khi nào mà trời nó ấm hẳn luôn á thì mới đem ra ngoài. Ở trong đây thì giống như là khi nào ấm thì mình để đây, khi nào lạnh thì mình dời vô trong nhà. Lúc trước thì ương thì để trong nhà thôi, nhưng mà bây giờ mấy cây nó ra rồi, mình phải chiết nó ra cái chậu bự hơn, thì trong nhà mình không có chỗ để đó. Nên mình phải đem nó ra gara mình chắc. Cái cỏ này thì chắc mình để tạm ngay chỗ mấy cái bao đất này đi. Đất năm nay mình không có mua nhiều, tại vì đất năm ngoái mình đã đắp cao rồi, năm nay mình chỉ bỏ những cái dụng cây lên thôi để mình làm cho đất nó nhìn nó trông nó mới hơn thôi, chứ không có đắp nữa, không có đắp cao nữa. Nên mình chỉ mua đất để mình về mình trồng đủ để trồng rau với lại trồng mấy cái mà mình ươm thôi. Bịch đá này chắc để chung đi. Tulip thì tổng cộng mình mua 14 cây tulip, thì nó có màu hồng, màu vàng với lại màu tím, ba màu. Còn ở đây thì có một số rau gì của mình ương thì nó lên, thì mình không biết nó gì của mình ương bầu với lại bí với lại hướng dương với lại không biết là có ương bông thọ hay không nữa. Đó. Còn đây là cái cây húng quế thì mình mua trong chợ. Húng quế thì mình mua trong chợ xong rồi mình về mình ngâm nước ấy, cho nó ra rễ.
hoặc là mình biết cái thuốc mà kích thích ra rễ ấy, mình đi mua cái thuốc để về mình ngâm thì nó mau ra hơn, xong mình cắm đất cho nó lên. Là cái húng quế này mình nhà mình không có hạt giống của nó, không có cái hạt của nó. Bên đây là rau ôm để mình nấu canh chua mình bỏ vô, hoặc là mình ăn phở mình bỏ vô rau ôm. Rồi giờ mình sẽ đi ra ngoài trước, mình ra ngoài trước để mình chỉ cho các bạn một số cây mà nó mọc lại, những cái cây mà năm trước mình mua. Cái này nó ăn ra một lùm, nó là cái cây nhỏ này nè, năm nay mình mua thêm, năm nay mình mua thêm cái cây này đó. Thì lúc mà mình mới mua thì nó nhỏ xíu vậy nè, rồi sau đó nó mọc lên thành cái lùm bự vậy nè đó. Cái giống này là giống khác, cái giống mà nó ra lùm đó là cái cây này đó, cái cây này nè. Đó, từ cái cây nhỏ xíu như vậy xong rồi nó sẽ phát triển thành cái lùm vậy. Thì mình muốn nó phủ những cái chỗ nào mà không có bông nhiều á, thì mình làm cho cái này nó phủ một cái thảm bông lên, một cái thảm, mấy cái lá này nó màu tím tím này đẹp lắm. Xong rồi những cái cây xanh này nó cũng lên lại nè đó. Ở dưới đó nó có củ á, nó năm sau nó mọc lên trở lại đó. Rồi cái cây dây leo của mình, cái cây dây leo của mình ngay chỗ này thì nghe nói nó mọc lại, nhưng mà 2 năm rồi nó không mọc lại. Lý do là tại vì có thể là mình không có dùng rơm, mình không có dùng những cái dụng cây để mình ủ nó lại á, mình giữ ấm cho nó. Thì lúc mà mình đào lên mình thấy mấy cái rễ nó chết hết rồi, nó có những cái rễ bự lắm, nó giữ nước ở trong đó đó. Thì mình mua lại 2 cây mới. Còn cái cây này là cái cây cherry của mình, cái cây cherry của mình. Hiện tại bây giờ là mình coi coi, vô mùa hè rồi nên trời cũng lâu tối lắm. Lúc trước á, thì khoảng 6 giờ là tối rồi, 6 mấy 7 giờ là đã tối rồi. Bây giờ là 8:40 rồi, 8:40 gần 9 giờ rồi, nhưng mà mới bắt đầu mặt trời mới bắt đầu lặn thôi. Nhưng mà mình đi làm thì mình về sớm hơn là dì của mình làm ra trễ hơn mình. Thì mấy bữa trước trời lạnh lắm, có bữa nay thì trời nó ấm lên được tí xíu. Để mình lên điện thoại để mình coi coi bây giờ là gần 9 giờ rồi. Thì chỗ mình ở là ngay ngay tại lúc này là 62 độ F. Mình sẽ chuyển sang độ C là khoảng 17 độ C, là nó lạnh cỡ cái máy lạnh đó. Cái máy lạnh bên Việt Nam mình thì thường thì mình chỉnh xuống cái 16 độ là nó hết mức rồi, không có xuống thấp hơn được nữa. Thì bây giờ là đang là 17 độ C. Thì đối với chỗ mình á, nếu mà so với những bữa trước thì bữa nay là ấm. Thì bây giờ mình mới có ý định mình về mình trồng mấy cây này lên, nhưng mà cuối cùng thì không có trồng được. Thôi để bữa sau mình trồng đi. Thì hẹn gặp lại các bạn nhiều video sau ha. Mình chia sẻ tí xíu về cái vườn hoa của mình, với lại thật ra thì cũng chưa có trồng gì hết á. Khoảng 2 tuần nữa, có thể là 2 tuần nữa thì mình mới bắt đầu mình mới trồng cái vườn bông của mình, cái landscape của mình ở ngoài trước. Hẹn gặp lại các bạn sau nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, hơi cao tí xíu. À, bật đèn lên. Out focus.